chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của Tâm Thảo. Thì chương một hôm nay Thảo sẽ tiếp tục review mọi người về một cái sản phẩm mà được rất là nhiều quý anh chị yêu cầu Thảo làm luôn ạ. Thì đây chính là cái sản phẩm mà hôm nay Thảo review và cũng chính là nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay nha. Kem phay Pháp hay còn gọi là kem phay chữ A ha. Còn sản phẩm này của nhà Ecomotive ha mọi người ha. Thì sản phẩm này thì Thảo mua với giá là 299.000 nha mọi người. Thì bây giờ mọi người hãy cùng với Thảo đi vào review chi tiết về sản phẩm này để xem là so với thực tế, với cái quảng cáo trên mạng nó có đúng hay là không ha. Và nếu như mọi người xem video này thấy hay và hữu ích thì hãy cho Thảo một like, một chia sẻ. Và nếu như chưa đăng ký kênh thì hãy nhấn vào nút đăng ký kênh bên dưới ha, để Thảo có động lực để làm thêm nhiều những video hay hơn, ý nghĩa hơn để gửi đến mọi người nha. Thì đầu tiên Thảo đánh giá về cái sản phẩm này sẽ là về cái bao bì bên ngoài ha mọi người ha. Về cái sản phẩm này thì em thấy nó được bao màng co kính hết luôn á. Thì em thấy cái này nó cũng khá là ok và tỉ mỉ á, tại vì khi mà mình bao màng co hết sản phẩm á thì nó sẽ hạn chế được tối đa cái bụi bẩn nó sẽ bám vào và giữ được chất lượng sản phẩm của nó tốt hơn nha. Còn khi mà tháo cái màng co ra thì em thấy về cái hộp giấy á mọi người, thì em thấy nó khá là mỏng luôn nha. Còn bên trên cái hộp giấy thì em thấy nó in cũng đầy đủ những cái chi tiết về sản phẩm này rồi ha. Ở dưới đáy hộp thì mọi người sẽ thấy cái mã vạch cũng như là cái số hiệu với số lô á, rồi cái ngày sản xuất và cái hàng sử dụng nha. Đặc biệt là cái ngày sản xuất, hàng sử dụng với số lô thì em thấy nó được khắc laser luôn nha mọi người, chứ không phải in ha. Các bạn em thấy nhà sản xuất cũng khá là tỉ mỉ về vấn đề này luôn nha. Còn ở trên hộp thì mọi người sẽ thấy một cái tem ha. Thì cái tem này thì em đã cào và em dùng cái phần mềm iCheck cho mọi người để em chép mã, để xem là cái sản phẩm em mua có đúng là chính hãng hay không. Thì mặc dù giá của nó là 299.000, em đã mua đúng giá rồi, nhưng mà không biết em có mua phải hàng fake hay không nha. Và sau khi cái chép mã thì em cũng đã nhận được một cái tin nhắn là hàng chính hãng, và cái sản phẩm của em mua là nó trúng vào cái mã không trúng thưởng nha mọi người. Tại vì em nghe nói là những sản phẩm này nó sẽ trúng thưởng phần thưởng thường kẹt hay sao á mọi người, nhưng mà cái mã em mua đúng là không trúng ha. Thì tiếp theo thì mọi người hãy cùng với Thảo đi vào đánh giá trọng tâm và chi tiết hơn về sản phẩm này nha. Về đầu tiên sẽ là cái thành phần nha mọi người. Điểm sơ của bản thành phần của em này thì em thấy có Vaseline là đầu tiên nè ha. Và Vaseline đó là một cái dạng sáp mỡ nha mọi người ha. Thì nó sẽ có tác dụng là làm mịn da nè, mềm da ha, căng bóng da, nó hạn chế được cái tình trạng bong tróc da mọi người. Và khi mà mình thoa một cái lớp lên da, Vaseline lên da thì nó sẽ tạo một cái lớp màng ngăn cách, ngăn không cho hơi nước thoát ra ngoài. Chính vì thế nó sẽ có thêm một cái tác dụng nữa là khóa ẩm hay giữ ẩm cho làn da mình đó. Nhưng chính vì cái điểm này thì nó sẽ tạo nên cái hạn chế khi mọi người sử dụng Vaseline nha. Khi mình thoa một cái lớp Vaseline quá dày vào một khoảng thời gian quá lâu trên da, thì khi mà mọi người hãy tưởng tượng ha, khi mà mình thoa lên da rồi đúng không, ở bên trong á thì nó sẽ không đẩy được ra bên ngoài, là cái chất tích tụ nó không đẩy được ra bên ngoài. Còn bên ngoài mọi người đi á, những cái khối bụi, những cái bụi bẩn nè, nó sẽ bám vào bề mặt da bên ngoài ha. Và nếu như mọi người không skin care hay là không làm sạch da kỹ á, thì lâu dần khi mọi người sử dụng á thì nó sẽ gây lên cái hiện tượng là bích tắc lỗ chân lông nha mọi người. Và cái hiện tượng bích tắc lỗ chân lông khi mọi người sử dụng trong thời gian nó dài ra thì nó sẽ gây lên lỗ chân lông của mọi người, nó sẽ to ra nè ha. Và kinh khủng hơn thì nó sẽ gây lên mụn nha mọi người ha. Và tiếp theo đó chính là về thành phần aqua thì là nước thôi nha. Còn cái thành phần tiếp theo, cái thành phần thứ ba đứng trong bảng thứ ba trong cái thành phần này, đó chính là cetin alcohol. Thì cái cetin alcohol này nó là một cái loại cồn béo ha, và tùy vào cái hàm lượng của nó thì nó sẽ có những cái công dụng khác nhau. Thì cái công dụng của cái chất này thì nó sẽ có tác dụng là làm giữ ẩm nè, làm mềm mịn da và có tác dụng nhũ hóa cho sản phẩm. Tiếp theo nữa thì sẽ là titanium dioxide 5. Thì nó là một cái loại bột trắng nha mọi người, khi mình thoa lên da thì nó sẽ tạo một cái lớp phản quang. Khi đó bởi vậy chính là lý do mà mọi người thoa lên mọi người sẽ thấy là nó sẽ có một cái lớp trắng, giống dạng như mình đang make up body ha. Và hơn nữa thì cái chất này nó sẽ có tác dụng chống lại những cái tia UV bên ngoài á, vì vậy nó sẽ có tác dụng chống nắng cho làn da mình ha. Còn cái glycerin terat thì cái chất này á thì nó sẽ giúp giữ
ẩm là da mình nè, giúp da mình mềm và mịn hơn. Còn cái stearic acid thì cái này là một cái acid béo no nha mọi người ha. Và nó có thêm một cái tên gọi mà mọi người thông dụng, mọi người hay gọi nữa, đó chính là sáp trứng cá nha mọi người. Thì cái sáp trứng cá này thì nó sẽ có công dụng là giữ ẩm, làm dịu da, kháng khuẩn và kháng viêm ha. Còn cái tocopherol, thực chất cái tocopherol này nó là một dạng của vitamin E. Và như mọi người biết thì cái vitamin E khi mà mình thoa lên da thì nó sẽ có tác dụng là giữ ẩm cho làn da mình nè, giúp cho da mình mềm mượt và chống lão hóa ha. Còn cái Kojic Dibamitat thì cái này nó sẽ có tác dụng là làm sáng da mình nè, rồi điều màu với lại giảm thâm nám tàn nhang ha. Còn cái collagen á, thực chất khi mà những cái sản phẩm mà nó ghi thành phần chứa collagen mà dạng mỹ phẩm mà mình thoa lên da thì nó chỉ có tác dụng là giữ ẩm thôi nha mọi người, chứ nó về cái tác dụng mà chống lão hóa cho da là không ha. Bởi vì cái collagen, cái cấu trúc phân tử của nó là khá là lớn luôn á, khi mà mọi người thoa lên da thì nó sẽ không thâm nhập vào da mình được, cho nên là về cái công dụng mà chống lão hóa của nó là không. Còn nếu như mọi người muốn chống lão hóa cho da thì mọi người hãy lựa chọn cái sản phẩm collagen mà nó vô cơ thể của chúng ta bằng đường uống, như là viên nè hoặc là cái dạng nước thì nó sẽ ok hơn nha. Tiếp theo đó chính là cái nguyên liệu niacinamide, thì cái này là một cái vitamin B3 ha. Và vitamin B3 thì nó cũng sẽ có tác dụng giữ ẩm, chống lão hóa và nó có tác dụng kháng viêm, từ đó nó sẽ giảm được cái tình trạng mụn viêm trên da ha. Và cái chất này thì em thấy nó được ứng dụng trong khá nhiều những cái sản phẩm trị mụn nha mọi người ha, vì nó có tính chất kháng viêm cho nên nó sẽ giảm được những cái mụn viêm trên da. Còn cái allantoin, cái allantoin này thì nó cũng sẽ có tác dụng là giữ ẩm, chống lão hóa, làm mịn da, với lại nó có khả năng là tẩy được cái lớp tế bào chết trên da nữa nha mọi người. Tiếp theo gần cuối bảng thành phần đó chính là nguyên liệu ragan, thì cái ragan này chính là cái hương liệu cho sản phẩm ha. Còn cái cuối cùng đó chính là DM Hydantoin 0.5, thì cái này là chất bảo quản cho sản phẩm nha mọi người. Thì em sẽ nói thêm về cái chất bảo quản này ha. Về thực tế cái chất bảo quản này thì nó không có độc nha mọi người, nhưng mà khi mà mình sử dụng thì bản thân nó sẽ tiết ra một chất là formaldehyde ha. Và cái chất này nó sẽ gây ung thư nha mọi người ha. Khi mình sử dụng một thời gian dài á, thì nó sẽ có thể là gây ung thư nè, rồi viêm da tiếp xúc, viêm da kích thích, hay là nó tác động, nó dẫn đến những cái bệnh về tim mạch nè, rồi đau cơ, hay là kích thích cái hệ hô hấp của mình ha. Chính vì vậy cái hàm lượng của cái sản phẩm, của cái chất này nè, nó cho phép khi mà mình dùng cái chất này dưới 0.6% nha mọi người nhớ giúp em ha. Tuy nhiên trên cái sản phẩm này thì em thấy nó ghi là 0.5%, và cái sản phẩm này nó cũng được cái bộ y tế của mình công nhận rồi, cho nên là em nghĩ là nó về cái hàm lượng của nó sẽ nằm ở cái giới hạn cho phép nha mọi người ha. Em hy vọng là vậy nha. Rồi ok, thì sau khi điểm qua bảng thành phần này thì mọi người thấy là đa số những cái chất trong đây, không phải đa số nữa mà em khẳng định là hầu hết luôn nha mọi người, thì nó cũng có tính chất là giữ ẩm cho làn da rất là nhiều luôn nha. Cho nên là những cái bạn mà da bị nhạy cảm nè, da nhờn hay da mụn thì mình nên lưu ý khi mà sử dụng sản phẩm này. Và đặc biệt là trong sản phẩm này, về đầu bảng thành phần luôn, nó sẽ có thành phần Vaseline đó. Cho nên những bạn nào mà da dễ kích ứng hay dễ nổi mụn đó, thì mình nên hạn chế, và hoặc là các bạn có thể test trước trên da rồi mình hãy thoa lên mặt mình nha mọi người. Còn về cái công dụng của sản phẩm này thì nó sẽ ghi là làm trắng da, mờ thâm nám tàn nhang. Về những cái công dụng này thì em thực tế trên cái bảng thành phần thì em vẫn không thấy nha mọi người. Như em cũng đã nói lúc nãy là đa số thì nó sẽ có cái thành phần là giữ ẩm cho da là chủ yếu. Trong đây nó chỉ có cái Kojic Dibamitat là nó có khả năng giúp làm sáng da thôi mọi người ạ. Và cái thành phần này nó cũng đặt ở giữa, cho nên là em không biết là cái hàm lượng của nó có đủ để làm sáng da mình không và trị được thâm nám tàn nhang hay không nha. Rồi tiếp theo cái công dụng của nó ghi là dưỡng ẩm da, thì cái này là em công nhận luôn nha mọi người, vì trong đây thành phần dưỡng ẩm rất là nhiều luôn, đa số luôn á. Tiếp theo sẽ là ngừa lão hóa da ha, thì ok thì cũng có. Xe khích lỗ chân lông, về cái công dụng này thì em thấy là nó hơi sai á, bởi vì cái thành phần Vaseline khi mà mọi người sử dụng lâu thì nó sẽ gây bích tắc lỗ chân lông ha. Và cái lỗ chân lông khi mà lâu ngày á, mà khi mà nó tống cái tuyến bã nhờn và những cái chất cản
cặn bã ra bên ngoài không được á mọi người, thì lỗi trong lòng mọi người càng ngày nó sẽ càng to ra ha, chứ nó không có thể nào mà nó nhỏ lại đâu nha mọi người ha. Rồi tiếp theo sẽ là thành phần là nó sẽ có tác dụng là chống nắng, thì ok thế này em công nhận. Và cuối cùng nó ghi là dùng ngoài da, và em không hiểu tại sao là nó lại ghi là dùng ngoài da nha mọi người ha. Tại vì cái sản phẩm này nó là dạng kem thì mình tất nhiên phải dùng ngoài da rồi, chứ không lẽ mình ăn hoặc mình uống ta. Kỳ sao em nghĩ là cái chỗ này nó ghi hơi bị dư á nghe mọi người. Thì tiếp theo sẽ về cái chất sản phẩm bên trong nha mọi người. Thì cái chất sản phẩm bên trong thì mọi người thấy thì nó sẽ là một cái dạng nén nha mọi người ha. Và cái mùi hương liệu khi mà mở cái hũ ra thật chất nó rất là nồng luôn á. Và những cái sản phẩm mà dưỡng da mọi người thoa ngoài da mà có hương liệu nồng quá thì mình nên cẩn thận ha, vì nó không có tốt cho làn da của mình đâu ạ. Còn về cái màu sắc thì em thấy là nó có màu như màu vàng á mọi người. Còn và trên cái bảng thành phần thực tế thì em thấy không có cái chất tạo màu dành cho sản phẩm này luôn nha, cho nên em không biết là cái màu này nó đến từ đâu luôn nha mọi người ha. Về cái chất kem thì là một cái loại nén, và cái hương thơm này cùng với cái nền kem này, cái màu sắc này thì em thấy cực kỳ giống với những cái loại kem trộn trên thị trường luôn. Và những cái loại kem mà hũ mà mọi người ưa cạo ra để trộn làm kem body thoa da mọi người, em thấy rất là giống luôn nha. Còn tiếp theo là khi mà cái kem này nào mà thoa lên da thì đúng là phải có một điểm khen cho em, nó là thoa lên da nó thấm rất là nhanh luôn. Đây em sẽ thoa thử cho mọi người thấy nè. Đây nha, ngồi thấy không, nó thấm rất là nhanh luôn á. Và khi mà nếu mà mình mới thoa lên da thì nó vẫn tạo được một cái độ ẩm mịn cho làn da mình, nhưng mà mọi người thoa khoảng chừng 5 phút thì cái này kem này nó khô đi. Khi mình rờ vào da thì giống như là mình đang thoa một cái lớp phấn thôi, nó make up làn da mình cực kỳ tốt luôn á. Nhưng mà về cái điểm mà thoa lên da thì em thấy nó khá là bí da ha. Thực tế là em chỉ có thoa sản phẩm này lên da đúng 2 lần thôi nha mọi người ha. Và sau khi thoa lên da thì em thấy da em nó cực kỳ bí và nó khó chịu lắm luôn, cho nên là em đã ngưng sản phẩm này liền. Bởi vì da em là một cái làn da mà nó cực kỳ nhạy cảm, và trước kia em cũng đã từng bị mụn rất nhiều, cho nên là em rất là sợ cái tình trạng bí da. Và nếu mà nó bị nổi mụn lên thì em phục hồi da thực sự rất là kinh khủng luôn á mọi người. Cho nên là em đã nhờ mẹ em test giùm em sản phẩm này, tại vì mẹ em là trên cái nền da là bị nám á, với lại lớn tuổi mọi người nó sẽ trổ những cái đờ mồi hay là tàn nhang lên, và mẹ em hồi xưa giờ thì cũng không từng bị mụn luôn. Cho nên là em đã nhờ mẹ em thoa thử sản phẩm này giúp em. Thì sau một thời gian thoa nha mọi người, thì thoa thì kem thì nó vẫn thấm đều như mọi người thấy ha. Thì nó thấm đều và nó ok, nó make up da thì em thấy cũng khá là tốt. Nhưng mà đúng độ mà làm trắng sáng da nè, rồi mà thấm nám tàn nhang hay gì đó, thì thực tế là em thấy về cái kem này thì nó không có hiệu quả nha mọi người. Và nếu như có hiệu quả thì nó thật sự rất là thấp luôn á, tại vì em test một thời gian vẫn chưa thấy nó cải thiện nhiều. Còn về cái và nếu mà trên làn da nhạy cảm hay da mụn thì mọi người nên test ra một vùng trước khi mọi người thoa đều lên da ha. Và thực tế thì cái sản phẩm này bạn bè em đã từng sử dụng rồi nha mọi người ha, cũng vài người luôn á. Thì sử dụng trong thời gian sử dụng thì ok, thì da đẹp đó, nhưng mà khi mà ngưng sản phẩm này thì mụn nha mọi người, không biết từ đâu nha mọi người, nó kéo quân tới trên mặt nó ha. Tao nói ha, phục hồi da mà tới em mà điều trị một khoảng thời gian cũng rất là lâu luôn á, nó mới hết cái tình trạng da nha mọi người. Thật sự là em phục hồi da rất là cực luôn á. Và khi mà được mọi người yêu cầu trên kênh nó làm về sản phẩm này thì em đã tức tốc mua sản phẩm này về liền, và em muốn trải nghiệm thực tế chính bản thân em để em xem là cái sản phẩm này nó thực tế như thế nào, tại vì em cũng chỉ nghe qua lời kể các bạn em và em phục hồi trực tiếp trên da bạn em luôn. Nhưng mà tuy nhiên khi mà thoa sản phẩm này được 2 lần thì em thấy là không ổn rồi, cho nên là em đã ngưng và em nhờ mẹ em thoa. Và về cái công dụng của sản phẩm này là mờ sáng da thì em thấy nó lại không có, nhưng mà em không hiểu tại sao khi mà ngưng á thì nó mụn á, đồ nó ồ ạt lại, mặc dù bạn em nó skin care và nó xài mỹ phẩm rất là ok luôn á. Cho nên là em thật sự nghi ngờ về cái công dụng và cũng như là cái bản thành phần này nó có đủ hay không nha mọi người ha. Thì ok, thì sau khi review về sản phẩm này, mọi người có còn ý kiến thắc mắc gì thêm về sản phẩm này nữa không ạ? Và em cũng xin nói luôn, những cái clip review của em là em nói chân thật nhất luôn nha mọi người ha. Em sẽ không có cố ý là trù dập bất cứ cái nhãn hàng mỹ phẩm nào hết. Em chỉ đánh giá dựa trên cái bản thành phần và cái trải nghiệm thực tế của bản thân em, đóng vai trò là người tiêu dùng nha mọi người. Cho nên là có sao nó vậy,
em không thể nói tốt cho người bán nếu như đặt trường hợp mà cái sản phẩm này nó không tốt được nha. Cho nên là những cái anh chị mà bán hàng á, mà lướt mà thấy clip em thì vui lòng đừng có vào bình luận mà chửi em thì rất là tội nghiệp cho em luôn nha. Ok, thì sau khi review sản phẩm này thì mọi người có còn thắc mắc gì thêm nữa không ạ? Nếu như còn thì hãy để lại ý kiến của mình bên dưới ha. Và nếu như xem video này thấy hay, hữu ích thì hãy cho Thảo một like, một chia sẻ để bạn bè, người thân của mình đang có nhu cầu tìm hiểu về sản phẩm này thì có thể xem clip ha. Còn nếu như mọi người chưa đăng ký kênh thì hãy đừng ngần ngại và nhấn vào nút đăng ký kênh bên dưới để nhận được thông báo khi Thảo ra video nha. Thì ngày cuối tuần thì chúc tất cả mọi người có nhiều niềm vui nè, hạnh phúc và đặc biệt là có nhiều sức khỏe ha. Và bây giờ thì Thảo sẽ nói là chào thân ái và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Xin chào. Đừng quên nhấn like video và nhấn đăng ký kênh nếu các bạn chưa đăng ký để đón xem những video mới nhất của Tâm Thảo nhé. Còn bây giờ xin nói lời chào thân ái và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Xin chào.